đây, hai con bấm đây. Có hai cái giường nè. Này thì cái tủ quần áo. Có đồ ủi. Rồi có máy sấy tóc. No, trời lạnh. Giường. Đó. My kitty. Mommy, tonight can we sleep together? Why you get that texture? Cái này thì mùa đông thì mình mở hết nè, mùa hè thì mình mở air conditioner. Còn này bên kia ở ngoài nè. Đây có ghế ngồi uống cà phê, cà phê cái ly này nữa. Có Mary. Nè, hai đứa phạt lại kìa. Có tivi. Mở tivi đi. Chị nào mở tivi đi. I can. Mommy, look at this book. Cái này là mấy cái đồ nhà hàng hoặc là trò chơi này nọ đó. Nó trong này hết. Mình kiếm. Tụi mình không biết á. Sienna dạ cô chú chưa? Dạ cô chú. Sammy dạ cô chú chưa? Dạ cô chú. Happy nothing. What's to do at home? I like a hay hay. Mommy. Sienna bơi nè, Sienna bơi đi. Bơi nè, Sienna bơi. Ăn mày nè. Lên là lên luôn. Lại cô châu giờ đi ăn nữa các bạn. Không mà mắm nó đợi đi bắt xem. Đi, đi nhanh lên, đi nhanh lên. Con biết ở đâu không? Cái này trong khách sạn luôn các bạn. Nhà hàng trong khách sạn luôn. Nó biết kìa. Nó chỉ được kìa. Ở đâu? Ok. Thank you. Me the red one. Okay. Nhà xác với lại hình chun nè. Ai ta? Ai ta? Nhà có dĩa ấy nè. Này của em hả? Oh, that's good. I brought three extra plates for the kids. Yes. Okay? Thank you. Cái này của ai đây? Ồ, ở đợi có hai phần nè. Ba phần mà. Mommy. Em có phần em này luôn hả?
còn cái món nữa. Cái đó cô hay được. Mommy. Mommy. Mommy, this happened to me. Ai cũng có. Thiên ở đây. Cái kia ha. Dạ. I like to see. Tell me, you dream big. Nó cho nó ăn cái này trước nha. Chút về. Mà cái này của chị Tha Mì nè. Đây cái này của Thanh à. Nhĩ của con đây. Chị ăn đồ thì chị. Đó, ăn đi. Ăn hết ha. Có thịt chấm ngon hơn đấy.
Mẹ để miếng ketchup ở đây nè, con ăn con chấm nha. Ketchup. Ớt chứ. Đúng, đúng, qua cũng làm những miếng kem con. Đó. Miếng ketchup cho thay mì ăn ngon hơn, có ketchup ăn ngon hơn, vẫn ngon hơn. Hết ketchup. Hết ketchup ngon lắm, ăn hết ketchup đấy. Ăn này nè, cái này không phải cheese, tưởng cheese. Khi nào tưởng hash brown là cheese. Dạ nè, còn đói bụng không? But she's still hungry. Rất là nhiều thuốc con cầm con ăn thôi, chậm ăn hết. Vô cơm.
Tiêm cho tụi nó 2 phần hay 1 phần? 1 phần. Không ăn cơm cũng qua chợ. Buồn lắm nè. Trà đi làm ngon. Thịt dở. Ướt nó không khô miếng thịt ha. Mà thấy trà xả. Nhìn chút xíu vậy mà ăn không hết. Rồi kiểu này sao mà ăn bánh kia được. Đã, ăn miếng này nóng.